Chào mừng các bạn đã đến với series hướng dẫn về sản xuất thống kê của mình. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một khái niệm rất là cơ bản nhưng quan trọng, đó là quán dị. Chúng ta sẽ tìm hiểu quán dị và phân biệt cách sử dụng quán dị thế nào, hoặc khi nào dùng quán dị và khi nào không. Và chúng ta sẽ bắt đầu nè. Đầu tiên, quán dị. Quán dị là cách sắp xếp lại toàn bộ các phần tử của một tập hợp theo một thứ tự nhất định. Nếu chúng ta có n phần tử thì số cách sắp xếp của các phần tử sẽ là n giải thừa. Chúng ta sẽ có công thức của quán dị như sau. Công thức của quán dị như sau. Đó, chúng ta thấy không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào một cái ví dụ cụ thể, Đầu tiên, giả sử chúng ta có ba quyển sách A, B, C thì hãy xem chúng ta có bao nhiêu cách để thực hiện sắp xếp chúng lên kệ. Chúng ta sẽ có A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B và C, B, A. Như vậy chúng ta sẽ có 6 cách và chúng ta áp dụng công thức vào. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 giải thừa bằng 6 cách. 3 giải thừa bằng 6 cách. Như vậy để sắp xếp có bao nhiêu cách, bao nhiêu quyển sách A, B, C trên kệ thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cách. Chúng ta qua một cái ví dụ tiếp theo. Giả sử chúng ta có 4 học sinh Nam, An, Bình, Chi thì số cách sắp xếp của 4 học sinh này vào trong một hàng là bao nhiêu? Thì chúng ta vẫn sẽ áp dụng cái công thức như cũ. Chúng ta sẽ có trường hợp là Nam, An, Bình, Chi, Nam, An, Chi, Bình, vân vân. Và chúng ta áp dụng vào thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 giai thừa, tức là tổng cộng có 24 cách sắp xếp các nội dung này vào trong cái một hàng. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng là nội dung cách sắp xếp này nó có một vấn đề, nghĩa là chúng ta sẽ sắp xếp toàn bộ thành phần của một tập hợp. Như vậy, để sắp xếp, ví dụ trong trường hợp tôi không muốn sắp xếp 4 em này mà chỉ chọn ra 2 em để sắp xếp trong 4 em này, thì như vậy chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu trường hợp? Thì chúng ta sẽ đi đến một cái khái niệm khác của quán dị, đó là quán dị từng phần. Quán dị từng phần là cách sắp xếp k phần tử từ n phần tử theo một thứ tự nhất định. Lưu ý, theo một thứ tự nhất định, đây là một trong những keyword để chúng ta nhận dạng để giải quyết các bài toán liên quan đến quán dị. Quán dị bắt buộc chúng ta là theo một thứ tự nhất định. Rồi, công thức tính toán quán dị từng phần k phần tử được chọn từ n phần tử là chúng ta có b n k đó, bằng n giải thừa chia cho n trừ k giải thừa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái ví dụ lúc nãy. Giả sử chúng ta có 4 học sinh Nam, An, Bình, Chi, chúng ta sẽ chọn cách sắp xếp 2 học sinh từ 4 học sinh này, 2 học sinh từ 4 học sinh này đó. Chúng ta thấy khác so với cái bài toán lúc nãy của chúng ta. Chúng ta sắp xếp, hồi nãy là chúng ta sắp xếp cả 4 em. Bây giờ chúng ta chỉ là sắp xếp, chọn ra và sắp xếp 2 em. Thì như vậy chúng ta sẽ có các trường hợp sau. Đó, mọi người thấy không ạ? Đây là các trường hợp. Đầu tiên là Nam An, Nam Bình, Nam Chi. Rồi An Nam, An Bình, An Chi. Chúng ta thấy rằng có sự thay đổi đảo thứ tự ở đây. Và đây là một trong những cái nội dung mà chúng ta cần lưu ý, đó là phải có thứ tự. Đó. Thì chúng ta áp dụng công thức vào. Thì chúng ta có là B, 4, 2. Đó, thì bằng 4 giải thừa trừ chia cho 4 trừ 2 giải thừa và chúng ta sẽ có 12 cách. Nãy chúng ta có 24 cách khi mà sắp xếp cả 4 học sinh này, nhưng mà khi chọn ra 2 học sinh để chúng ta sắp xếp thì chúng ta sẽ có là 12 cách. Và đây là cái quán dị một phần, quán dị từng phần mà chúng ta áp dụng thực hiện. Đó, thì bây giờ bắt đầu chúng ta qua một cái nội dung khác, đó là chúng ta phân biệt là khi nào dùng quán dị hoặc khi nào không cần dùng. Đây là một trong nội dung mà chúng ta phân biệt được bài toán giữa bài toán quán dị qua những cái bài toán khác mà chúng ta cần lưu ý. Bây giờ chúng ta giả sử chúng ta có 3 chiếc áo khác nhau, đỏ, xanh, vàng, và chúng ta cần sử dụng 2 chiếc áo để mặc trong 2 ngày. Thì đọc vào thì chúng ta thấy rằng là nó gần giống như quán dị từng phần. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào trường hợp đầu tiên. Đó là thứ tự quan trọng. Tức
mặc chiếc áo đỏ vào ngày thứ nhất hay là chiếc áo xanh vào ngày thứ nhất là quan trọng nha. Chúng ta không có ngẫu nhiên ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ có là số cách lựa chọn sẽ là bằng B 32 chia cho bằng 3 giao thừa chia cho 3 trừ 2 giao thừa, tổng cộng là chúng ta có 6 cách để thực hiện, 6 cách để thực hiện. Đúng không ạ? Và nó sẽ quan trọng về thứ tự. Nhưng mà lưu ý nha, quan trọng về thứ tự. Trường hợp thứ hai, thứ tự không quan trọng, nghĩa là chúng ta đỏ cũng được, xanh cũng được, chúng ta cứ lấy ngẫu nhiên ra hai chiếc áo và chúng ta mặc hai chiếc áo đó là màu nào trong ngày nào cũng được thì gọi là thứ tự không quan trọng. Thì chúng ta sẽ có một cách tính như sau, đó là C32 bằng 3 giao thừa chia cho 2 giao thừa nhân cho 3 cho 2 giao thừa, và tổng cộng là 3 cách, 3 cách. Và đây là công thức của tổng hợp mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở các video clip phía sau. Thì như vậy, mọi người lưu ý giúp, đó là một số các keyword để chúng ta biết bài toán nào là bài toán quán dị và bài toán nào là bài toán không quán dị. Ở chỗ là thứ tự quan trọng thì nó là bài toán quán dị, còn thứ tự không quan trọng thì nó là bài toán không quán dị. Thì khi mà chúng ta đọc trong cái đề chúng ta đưa ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ rất là rõ ràng ngay trong vị trí này. Và quán dị là một trong những cái nội dung rất là quan trọng của xác suất thống kê, và chúng ta cần phải nắm rất là rõ các cái cách sử dụng quán dị như thế nào để chúng ta có thể giải quyết được bài toán thống kê một cách hiệu quả. Thì hôm nay chúng ta đã học về quán dị, cách tính toán số quán dị, phân biệt khi nào cần dùng quán dị và khi nào không cần dùng quán dị. Hãy nhớ rằng quán dị là cách sắp xếp lại các phần tử theo thứ tự hoặc theo thứ tự. Trong video tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tổ hợp, một khái niệm liên quan nhưng không quan tâm đến thứ tự sắp xếp. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo các video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy để lại câu hỏi và bài tập của các bạn ở dưới bình luận. Chúc các bạn làm chủ về công thức quán dị. Xin trân trọng kính chào.